A B C D E F. Trong phần 1, đội xanh là đội đầu tiên giải đồng mật thư. Vì thế mà cuộc chiến giải mật thư chỉ còn lại hai đội đỏ và trắng. Đội nào sẽ là đội tiếp theo đến được với địa điểm thử thách thứ hai trong hành trình đi tìm kho báu? Thử thách 14. Vâng, đúng rồi. Mi hai là nhãn. Nhãn đây. Số 55. Số 55 là số miếng. Tu. Đây là ế này, chắc chắn đẹp. Con số 55 là số không phải. Ca thì nó là đấy. Ồ, cứ là mình thì. G. Không đúng. N. Nhưng mà số 4 là kia. Số bộ này chí? Thường số bộ này chí? Khi này anh lại số bộ bóng chuyền á. Đội đỏ là đội thứ hai giải được mật thư và nhanh chóng đi đến điểm thực hiện thử thách chuyền bóng. Đội trắng sau những nỗ lực giải mật thư không thành đã bỏ cuộc và chấp nhận chịu phạt để đến được với thử thách tiếp theo. Xin trợ giúp. Vâng, xin mời anh. Anh sẽ chống hai tay xuống và chị sẽ cầm chân của anh và bò xe cút kít từ chỗ khu vực đích đằng này sang khu vực đích đằng kia. Cổ lên em và ơi. Xin mời tất cả các đối khác có thể cổ vũ cho anh cổ chị lên, đấy. Em ơi, cổ lên. Từ đây từ tàn nào từ đằng nào. Đi xem bò. Em ơi cần quay đi. Đó, cái này đó, đây. Đây từ này đây. Cổ lên, em ơi cổ lên. Được, bắt đầu. Quay lại nhá, vòng lại nhá. Đây là ngựa ông giải xe bò. Thử thách chuyền trong thử thách chuyền bóng, thành viên của các đội sẽ gắp thăm, trong đó có tên những bộ phận trên cơ thể. Họ sẽ phải sử dụng chính những bộ phận đó để mang trái bóng về đích. Đội nào mang được 20 quả bóng về đích trước sẽ nhận được mật thư đầu tiên. Giải được mật thư sẽ đến với địa điểm thực hiện thử thách tiếp theo của chương trình. Ồ đúng. Mày có ở gì vậy? Yeah. Không hổ danh là cặp đôi hành động, đội trắng nhanh chóng hoàn thành thử thách chuyền bóng và nhận được mật thư từ chương trình, trong khi hai đội còn lại vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Liệu sau lần một giải mật thư thất bại thì lần hai này họ có tạo nên kỳ tích hay không? Thôi vào đây. Thừa kể đấy.
Nêu cá đi, rồi dạ. Ôi vừa mới trải qua địa ngục xong. Vâng ạ, đây là mật thư tiếp theo, anh chị giải xong mật thư rồi, anh chị chúng ta sẽ tìm vào địa điểm tiếp theo ạ. Bắt đầu từ A. A này, C A rồi. Không, anh qua cho mình dễ làm hơn nữa nha. Dí này, bế là cá. Dí y. Ừ, bế là cá. Đội xanh là đội cuối cùng nhận được mật thư sau thử thách chuyền bóng, nên họ nhanh chóng bắt tay vào giải mật thư. Đội đỏ rất tự tin với kinh nghiệm giải mật thư ở thử thách trước, nên họ quyết định nhẩm miệng chứ không viết ra cụ thể theo bảng chữ cái alpha B. Trong khi đó, đội trắng dù có lợi thế đi trước, nhưng có vẻ họ vẫn loay hoay chưa biết giải mật thư theo cách nào. CSIJ. Ừ. J A B C. C là L này, đúng không? L thôi. Nào. Ký này, dí ký này. Dưới nắng hè gay gắt hơn 40 độ C, các đội chơi đều mệt mỏi. Đội xanh là đội thể hiện rõ nhất điều đó. Đội đỏ đã bỏ cuộc trước màn tính nhầm và họ quyết định thay đổi cách làm. Đội trắng là đội thừa năng lượng hoạt động, thế nhưng họ cũng đã bắt đầu ngồi lại và áp dụng cách giải mật thư giống đội xanh và đội đỏ. Cuộc đua đang diễn ra ngày càng quyết liệt hơn dưới nắng hè oi bức và những mật mã của mật thư đang khiến cho các đội chơi thêm căng thẳng. Liệu đội nào sẽ là đội đầu tiên tìm ra ý nghĩa của mật thư và đến được với thử thách tiếp theo? Y đây dép rồi. Ok. Sao hết đâu bên. Có Có vẻ như đội xanh đã giải được mật thư và họ chạy rất nhanh tới địa điểm theo suy luận của họ. Trong khi đó, đội trắng vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa ẩn chứa sau những chữ cái của mật thư. Còn với đội đỏ, không biết họ đã tìm ra đáp án hay chưa. Đúng rồi. Đu dây. Đu. Đu dây. Đu dây. Đu dây thùng cái thừng. Thừng đi đu dây thừng. Chữ C là chữ gì đây? Thìn. C là gì đây? Tờ A. T thùng chữ C là chữ T. T A này rồi chữ N nữa. Rồi F đến chữ E. Y à? Y là X. Bốn tư. Năm tư. Y. Việt nhầm không? W là chị anh. Cuối cùng thì dù không chắc với đáp án đã có, thế nhưng họ vẫn quyết định di chuyển đến địa điểm họ phán đoán. Khó quá. Anh còn tiếp được không? Thử thách có tên gọi tắc răng đu dây. Người chơi vượt qua cầu dây, tiếp đến vượt qua những chiếc lốp cao su treo lủng lẳng để đến với cầu dây văng. Tiếp đó, họ sẽ phải vượt qua cầu lốp cao su và cầu dây trước khi bỏ qua hầm lốp cao su. Sau khi vượt qua cầu gỗ và cầu lốp, người chơi ngồi trên dây trượt để trượt sang khu vực cầu dây đu. Vượt qua cầu dây đu sẽ là chặng cuối của thử thách. Ở chặng này, người chơi tiếp tục đu dây thừng để tiếp cận đích mà không dùng tới sự hỗ trợ của bất cứ phương tiện nào. Ok,
Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với thử thách tắc răng đuôi thực. Đây là thử thách vô cùng nguy hiểm. Bắt đầu. Và lượt đầu tiên của anh đội xanh. Phá cao tay hết sức có thể. Quẩy lên anh ơi, quẩy. Mặc dù không giải đúng được mật thư, thế nhưng cả đội đỏ và trắng đều tìm được vị trí thử thách số 2. Vì thế, trọng tài phạt họ phải xuất phát chậm hơn đội xanh 5 phút. Bỏ chân lên kia đi. Thôi, lên, đưa chân lên. Ok, đội đỏ, bắt đầu, đội đỏ. Em được đi chưa anh? Anh nhà đi hết. Các đội chơi đều bắt đầu thử thách tắc răng đu dây thừng khá vất vả. Cô dâu của đội xanh là người vất vả nhất bởi thân hình đồ sộ của mình. Đội xanh đang rất cố gắng để giữ vững vị trí số 1 của mình trong cuộc đua. Đừng có tụt quần tay. Bạn này đi chơi không biết nước mà bị tắc cả đống ống. Này, đợt đằng em thì bị kẹt quần ở đống đi rồi. Kẹt quần đó. Ôi má, thật đó. Phải. Không sao, kẹt con quần tắm là được. Không, không sao bị kẹt quần tắm là được. Con quần ngoài tóm nó rồi cũng được. Không. Làm sao mà bám được ta? Bám tay. Bám tay vào đây. Vẫn giữ được phong độ tốt, đội xanh là đội đầu tiên về đích chặng 2. Tiếp đó, lần lượt là đội đỏ và trắng. Kết thúc thử thách tắc răng đu dây thừng, ba đội bước vào thử thách số 3, treo thuyền. Và trong thử thách này, thứ tự xuất phát của các đội là xanh, đỏ, trắng. Tìm được mật thư trong thử thách số 3, họ sẽ đến được gần hơn với kho báu của chương trình. Bắt đầu! Em lên đi, anh đẩy nhá. Anh đi kia mua chứ, kéo mạnh ra phía này, kéo đi, mạnh, hấp, mạnh ra, em đánh chơi kéo. Kéo mạnh vào, không bị nghiếu. Ừ. Đứng xấu vào. Mạnh vào. Gần đây nè. Ừ, để chân. Rồi, lấy đi. Lấy đi. Ok, thôi lấy được một thứ đi. Anh lên ngồi cho đi.
11. 11 là anh phải chạy lại đăng ký kìa. Được 6 cái nhà ấy. Vâng. Theo như cái mục tiêu thì các anh chị chỉ có 5 phút để tìm. Con bán nó mượn của cái vị trí của em đâu? Đây. Vị trí mượn của cái. Vậy là mật thư cuối cùng cũng là gợi ý cuối cùng về vị trí của kho báu đã về tay đội xanh đầu tiên. Tuy nhiên, trong chặng cuối cùng, đội xanh lại nhận được một mật thư khác hoàn toàn với hai đội còn lại. Và cô dâu được yêu cầu phải hành động một mình. Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước và kho báu thực sự đang nằm ở đâu? Cô dùng cụ để nào khó bảo trên đầu bạn. Rồi. Em mở kho báu chưa? Em à, đấy là món quà anh muốn dành tặng em ngày hôm nay. No. Tay mơ. Tay mơ. Chào tay nào. Ôi ta. Anh còn có một món quà cho em nữa đấy. Ấm hố. Is timeless, my love is endless, and with sau những thử thách trí tuệ và thể lực cam go dưới thời tiết khắc nghiệt, cô dâu đã vỡ hòa trong hạnh phúc khi chú rể đeo vào tay mình chiếc nhẫn đính hôn. Trong vòng tay của những người bạn, cô dâu và chú rể cùng ghi lại những cảm xúc của mình và in dấu vân tay vào cuốn sổ tình yêu của mai mình cưới. Kho báu cuối cùng chính là chiếc nhẫn đính hôn, là lời đính ước đầy yêu thương mà Tuấn dành cho Hiền. Mai mình cưới xin chúc cho tình yêu của hai bạn luôn viên mãn, hạnh phúc. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go.